chung xóm, chung dòng sông, chung một bên đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về dưới cơn mưa. Mưa làm ướt chiếc áo bà ba, anh chợt nghe lòng mình xót xa. Hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa. Ngày nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn. Ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm. Anh làm chú rể dáng hiền lương, em làm dâu hiền thật dễ thương. Họ hàng mừng vui cầu cho đôi nữa yêu nhau trọn. Lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà. Bằng lòng đi em còn chờ đợi chi đây. Anh thề yêu mãi chỉ mình em, như con đò cắm sào một bên sông. Dù trời mưa giông, dù cho bao tố vẫn không xa rời. Cô chú anh chị em và quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét đẹp miền Tây có một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại em đang có mặt trên đường Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Thì hôm nay thì mời quý vị khán giả và các bạn cùng theo Nét đẹp miền Tây để cùng xem cảnh về đêm tại thành phố Bến Tre và một số con đường cũng như là công viên và chợ đêm của Bến Tre. Xem coi bà con sinh hoạt cũng như là cuộc sống bà con mình vào đêm tại Bến Tre, một vùng đất tán đảo này như thế nào nhé. Và bây giờ let's go cùng theo em nhé. Của những cái bảng hiệu, của những các cửa hàng, những cái shop quần áo, của những cái quầy bán nước.
phía trước thì mình tới một cái công viên cũng rất là lớn nha, công viên Đồng Khởi. Ở bên kia lộ của công viên á, thì mình sẽ vào một cái siêu thị nhỏ nhỏ. Ở đó thì mình cũng có những cái gặp khác, những cái gặp xem phim á, xem phim 3D, 2D hiện đại bây giờ á. Thành phố Bến Tre bây giờ thì phải nói là đường xá rồi rất là sạch sẽ, đẹp luôn nha cả nhà. Thành phố cũng rất là đẹp bởi những cái đèn về ban đêm á. Và chính giữa này chính là công viên này, ở bên trái á, chia cắt con đường ra thành một chiều riêng biệt nha. Đây là một chiều, bên kia có một chiều riêng biệt đó. Ở công viên thì trong công viên thì cũng có tượng đài rất là lớn luôn. Ở bên trên công viên thì trồng hàng liễu đó, rồi những cây vạn tế rồi kia nọ, rồi những cây mai rất đẹp. Bây giờ thì em sẽ quẹo sang cái này để nhập làng vào đường chính. Ở bên trái của chú có thấy là trung tâm thương mại Sensor City á, gặp chiếu rất là lớn luôn nha, gặp chiếu phim và cũng như là có siêu thị bên trong nữa, buôn bán đầy đủ các mặt hàng. Trên đoạn đường này không bao xa nữa thì mình tới chợ đêm cũng như là chợ của thành phố Bến Tre á. Những cái nhà cao tầng rất là lớn nè. Giờ này thì chưa lên đèn đâu, có một số vị trí thì mới có đèn thôi, còn một số thì cũng chưa có đèn đó. Đây cũng là một cái công viên rất là lớn nè, hiện tại thì cũng chưa lên đèn. Giờ mình qua đây thì cũng hơi sớm á, thì có lẽ là tầm 7 giờ thì người ta mới mở đèn lên á thì nó mới đẹp nha. Buổi chiều thì tối xíu nha cả nhà thông cảm cho em nha. Một lát lên đèn thì em sẽ ghi hình tiếp nha. Giờ thì chưa lên đèn nhưng mà em sẽ ghi hình ở cái buổi sớm. Đây cũng có một con đường rất là đẹp nè, con đường có những dải đèn led rất là đẹp luôn nè. Mình không có chạy xe ở đây được nha, để dành đi bộ thôi. Ở phía trước chính là vòng xoay An Hội, thì mình chạy thẳng về phía trước để lên cầu, đó là cầu Bến Tre. Còn ở không gian ở bên chân cầu bên phải chính là nhà lồng của chợ thành phố Bến Tre. Còn nếu mà mình quẹo xuống bên dưới chân cầu, bên dưới dạ cầu của cầu Bến Tre ở phía trước á, mình rẽ trái thì mình sẽ vào công viên của chợ đêm của Bến Tre nha. Còn bên phải đây chính là công viên của thành phố Bến Tre. Bây giờ thì cùng theo em cùng đi tham quan một vài vị trí khác tại thành phố Bến Tre nữa nhé.
lên cầu Bến Tre, qua bên kia của sông Bến Tre thì mình đến khu vực của Mỹ Hạnh An, cũng là khu vực của thành phố Bến Tre nha. Giao cắt với đường Nguyễn Đình Chiểu và hướng bên trong đó chính là chợ đêm Bến Tre tại phường 1 thành phố Bến Tre. Tại chợ đêm thành phố Bến Tre nè, có thịt rất là nhiều luôn nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn hủ tiếu với em nha. Hai bên đường thì cũng có các quán ăn uống rất là nhiều luôn nha, đặc biệt là các xe đẩy bán đồ ăn vặt á, cũng như các cửa hàng bán trà sữa rồi thức uống. Và đường này chính là đường, này là đường Đồng Khởi nha cả nhà. Đường này là đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Phía trước cô chú cũng thấy được vòng xoay rất là lớn, có cái đèn led rất là đẹp luôn á. Rồi bên đây thì cặp theo bên trong thì cũng có các xe đẩy nè, bán cá viên chiên, bán gỏi cuốn rồi kia nọ nè. Ở giữa của giải phân cách là những cái đèn đường, bên cạnh đó thì có những cái màn hình led rất là lớn. Vào ngày trong tuần thì buổi tối thì xe cộ mình thấy là cũng nhiều, nhưng mà cũng không phải là ít lỗi quá ít, cũng hơi đông đông xôm xôm, nhưng mà ngày cuối tuần chắc lẽ là sẽ đông hơn. Ở phía trước cũng có một vòng xoay rất là đẹp luôn nè. Mình đang hướng này là hướng đổ ra ngoài trục đường quốc lộ 60 nha, để về Tiền Giang, rất là đẹp luôn. Hai bên là các quán cà phê rất là đông nha, các bạn trẻ ngồi uống cà phê bên trong các cái quán cặp theo gian đường. Phía trước các cái quán người ta hay trang trí những cái dây đèn led đó, quấn vào cái thân cây, những cây xanh này, và nó tạo nên những cái hình ảnh rất là đẹp ở hai bên vỉa hè của đường này. Đây là một trong những trục đường chính của thành phố Bến Tre. Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Trục đường quốc lộ 60 là một trục đường chính đi qua địa bàn của tỉnh Bến Tre nha. Trục đường quốc lộ 60 thì nối tiếp với địa phận của tỉnh Tiền Giang và dài đến Trà Vinh và Sóc Trăng. Điểm bắt đầu trục đường quốc lộ 60 thì ở bên Tiền Giang, tại ngã tư Giáp Bắc thành phố Mỹ Tho, và nối qua cầu Gạch Miễu và kéo dài qua địa phận của tỉnh Bến Tre, đi ngang qua thành phố Bến Tre và tiếp tục trục đường quốc lộ 60 di chuyển qua cầu Cổ Chiên và qua địa phận của tỉnh Trà Vinh, và kéo dài cho đến địa phận của Bến Phà Đại Ngãi để qua Cù Lao Dung và qua tỉnh Sóc Trăng luôn á. Cho nên là
trục đường quốc lộ 60 là trục đường chính ở bên địa phận của tỉnh Bến Tre, và Bến Tre thì không có trục đường quốc lộ 1A nha, quốc lộ 1A không có đi ngang tỉnh Bến Tre. Phía trước là vòng xoay Tân Thành giao cắt với trục đường đại lộ Đồng Khởi và với quốc lộ 60. Nếu cô chú anh chị em rẽ trái bên kia thì mình sẽ đổ về cầu Hầm Luông hướng về tỉnh Trà Vinh qua cầu Cấu Chiên. Còn em rẽ phải đi hướng này trên trục đường quốc lộ 60 là mình về cầu Gạch Miễu nha. Từ đây thì về cầu Gạch Miễu là hơn 10 cây số nha. Qua cầu Gạch Miễu thì mình sẽ về thành phố Mỹ Tho, về Tiền Giang và giao cắt với ngã ba Trung Lương, nối tiếp với quốc lộ 1A để mình về thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Có một chú đang giăng lưới ở ngoài sông Bến Tre nha cả nhà. Cuộc sống mưu sinh của bà con, của những cô chú. Còn đây là những chiếc ghe, những tàu du lịch. Cảnh sông nước rất là đẹp luôn tại công viên của thành phố Bến Tre. Trên con đường này chính là chợ đầu mối nông thủy sản của Bến Tre. Còn cặp heo ở đây hướng ra ngoài bờ sông, đây chính là cái bến cá, nhưng mà ghe thì tàu cặp bến neo đậu để các con cá tươi cũng như là các thủy hải sản được vận chuyển chuyên chở từ các ghe thuyền đánh bắt ngoài khơi nè. Và sau đó là cặp bến vào đây để đem những con cá thủy hải sản lên bên trên khuôn viên của chợ đầu mối nông thủy sản Bến Tre nha cả nhà. Dù là trưa rồi nhưng mà chú mình thấy là chợ đầu mối nông thủy sản rất là nhộn nhịp, bà con đến đây để mua các mặt hàng với giá sỉ và để bán. Có một cái cửa hàng nhỏ hay hoặc là một cái quán ăn nhỏ để về để làm thực phẩm chế biến và bán lại nha cả nhà. Ở đây thì có rất nhiều các vựa cá lớn và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các vựa nông sản, rau củ quả luôn nha cả nhà. Mình chiên các loại rau củ quả luôn ha. Cái này là mua sỉ ha, là bán sỉ hay sao hả? Bán lẻ. Rồi chúc người đẹp bán đắt luôn nha. Rồi đây phía trước này bán gì, cá biển nha cả nhà. Rất nhiều cơ ngồi trùm hởm bán cá biển nè. Cá biển, cá đồng cũng có nữa nè. Mực bạch tuộc được cái nọ nè. Rồi. Đây thì những cái mâm cá rất là lớn nha cả nhà. Quá trời nó quậy quá. Rồi lươn kia nọ nè. Đầu của bước vào của cổng nhà lòng chợ đầu mối Bến Tre nha. Trong đây không gian này hơi tối một xíu nhưng mà thấy rất là nhộn nhịp luôn nha. Gà vịt nè, rồi cá hồi cái gì nọ nè, quá trời quá mấy cá tươi ngon quá cả nhà ơi. Cô đang lựa cá về ăn ha. Cá này chiên rồi hết bài ha. Dạ kho cà. Rồi cùng theo em đi khám phá tiếp nha.
Bên đây thì khúc phần sau này là mình thấy là khúc phần sau này nè bán về rau củ quả nè, còn phía trước của đầu nhà lồng chợ đó, đầu mối đó, thì bán về thủy hải sản. Cá tươi ngon nha cả nhà. Bên kia cũng là bán cái mặt hàng về thủy hải sản nè. Qua đây coi như thế nào nha. Đây. Wow, cá tôm càng xanh ha, quá tươi ngon luôn. Đây cũng ngon lắm nha cả nhà. Đó. Mình thấy là cái sạp này thấy bán rất là đa dạng nha. Thủy hải sản đều có đa dạng hết luôn nè. Rồi bây giờ cùng em đi xem bà con mình sinh hoạt trao đổi hàng hóa như thế nào nha. Bên trong khuôn viên của nhà lồng của chợ đầu mối nè. Rau củ quả, xù đũa, cơm. Coi truyền hình VTV YouTube. Xù đũa nè, rồi muốn rồi bán đắt luôn nha chị. Rồi bông điện điển 13 với 5 là 18 tiền lý rồi ha. Rồi bà con mình có muốn ăn rau củ quả thì ghé chợ đầu mối này nha, thấy là rất nhiều loại rau củ quả thủy hải sản luôn đó. Đây rau nhút nè, rau muống, cà chua, bù ngót, quá trời các loại mặt hàng rau củ quả luôn nha cả nhà, đủ loại luôn á. Rồi đây thì cũng vậy nè, các sạp bán rau củ quả luôn nè. Rồi, các cô các chị mình lấy hàng về. Quả trắng rất là bự luôn nha cả nhà. Củ cải đỏ, dưa leo 12 ngàn một ký để bán giá luôn. À, đây, đây thì những cái dừa nè, dừa củ sắn để vào những cái bịch rất là lớn như này 5 ký 10 ký nè. Còn bên trong đây thì cũng có khuôn viên của những cái sạp thịt heo, những sạp thịt nha cả nhà. Nguyên này những cái sạp thịt. Cả phía sau này cũng nhộn nhịp lắm nha. Đây cũng vậy nè, củ hành được vào những cái bịch như vậy thế này nè. Đó. Đó. Rồi bên đây thì bán gì rau củ quả tiếp nữa nè. Phía không gian phía sau nhà lồng thì rất là sôi động luôn nha cả nhà. Cà nâu rồi dưa rồi đậu que củ sắn cà chua đủ hết trơn nha, trên những chiếc xe tải nè. Đó, trên những chiếc xe tải rồi vận chuyển hàng xuống bên dưới nè. Dạ. Đồ nông sản la ghim rất là đa dạng ở đây. À, phía sau nhà lồng chợ nha cả nhà. Rất là nhộn nhịp luôn nha cả nhà. Ở đây thì cả nhà có thấy được bà con mình mua hàng bỏ hàng về nè. Ghế nhà lồng bỏ hàng về nè. Những chiếc xe kéo hầu hàng này nha. Đây thì cô chú có thấy được cái bảng của phía sau của nhà lồng chợ đầu mối nông thủy sản Bến Tre nha. Khá nhộn nhịp luôn á, quá trời nhộn nhịp luôn. Rồi như vậy thì cô chú cũng thấy được không gian của chợ đầu mối Bến Tre nha. Không gian chợ đầu mối Bến Tre rất là nhộn nhịp luôn, kéo dài ở phía sau khuôn viên này cũng có con đường nè. Cảnh bà con trao đổi hàng hóa rất là sung túc ở chợ phía sau như chợ nè. Đây thì cũng các mặt hàng nông thủy sản nè,
có hàng về nông sản nè, rau củ quả. Cái này đổ ra một con đường khác nữa nè. Và vừa rồi thì em cũng vừa chia sẻ với cô chú anh chị em mình về không gian cảnh sinh hoạt của bà con mình tại chợ Bến Tre và chợ đầu mối Bến Tre. Và bây giờ thì mời cô chú cùng xem tiếp những thước video của em một vài không gian khác tại khuôn viên của thành phố Bến Tre nữa nhé. Và nhớ đừng quên bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Đây là hình ảnh của buổi chiều tại chợ đêm nè. Bây giờ này thì mình thấy là trên cái đoạn đường của chợ đêm thì nhiều bà con bắt đầu chuẩn bị dựng rạp ấy mấy tre nè, để chuẩn bị bán đồ ở khuôn viên của chợ đêm nè, bán đồ la và như bán quần áo giày dép nè. Mình thấy là chuẩn bị nè, kéo những xe hồ hàng ở những cái cây khung sắt nè để dựng rạp bán chợ đêm nha. Khuôn viên này là khuôn viên đường Hùng Vương. Giờ này thì cô chú cũng thấy đó, lên rạp á, chuẩn bị bán chợ đêm buổi chiều và đến tối. Và theo như thông tin hồi sáng mình tìm hiểu thì các ông chú tại công trường đang thi công ở bờ kè khuôn viên của chợ đêm này đó. Đó, đang thi công chợ đêm khuôn viên của bờ kè đó. Thì công trình bờ kè này sau này sẽ trở thành các công viên, thì sẽ không còn chợ đêm không được bán nữa. Và hợp đồng chợ đêm được bán ở trên đường Hùng Vương này, tại chợ Bến Tre này, thì đến tháng 3, tháng 4 gì đó, năm 2024 á. Và cái công trình bờ kè này á, thì dự kiến hoàn thành vào tháng 9 này nè. Đang sửa chữa lại nha cả nhà. Hiện tại thì cô chú cũng thấy đó, thì đường Hùng Vương, chợ đêm cũng như là cái bờ kè tại đoạn sông này, sông Bến Tre này thì đang thay đổi rất là nhiều. Ở đây là cả nhà có thể nhìn thấy một loài hoa rất là hiếm nè, mà đặc biệt ở miền sông nước có rất nhiều. Đây chính là hoa hoa bằng cả nhà. Thì để em khu nhỏ lại cho cả nhà xem nè, những cái trái bằng nè, những trái bằng non. Đây. Những trái bằng non nha cả nhà. Đó. Để ý cả nhà sẽ thấy được những trái bằng non. Để em kiếm một trái nào đó cho cả nhà xem kỹ hơn nha. Ở đây có một trái bằng lớn nha cả nhà. Đó. Thì cái này thì bà con mình ngày xưa thì nhiều nơi không có me chua thì người ta cũng sử dụng bằng này để nấu canh chua nha cả nhà. Hoặc là mình có thể kiếm những trái chín mình ăn sống được luôn. Chấm muối ớt hay mắm ruốc ăn cũng rất là ngon nha cả nhà. Chua chua, có hương vị hơi chát chát, nếu mà trái chín thì nó sẽ không còn chát nữa nha. Chua chua chấm muối ớt hoặc là chấm mắm ruốc thì hết bài luôn cả nhà, chảy nước miếng luôn á. Những gì mà cô chú và quý chị anh chị em đang thấy đây chính là cầu Gạch Vông, cũng còn gọi là cầu Bến Tre 3 nha cả nhà. Phía trước chính là cầu Gạch Vông. Cầu Gạch Vông được bắc qua sông Bến Tre. Bên bờ bên đây thuộc phường 8 của thành phố Bến Tre. Bắc qua bên bờ bên kia, bờ bên kia là Mỹ Hạnh An, cũng thuộc địa phận của thành phố Bến Tre luôn. Nay trở lại đây thì quan sát thì em thấy là cầu Gạch Vông là một dạng cầu bê tông cốt thép giữ ứng lực đúc hẳn cân bằng. Hiện tại thì đã hợp long, và bên trên cầu thì mình quan sát thấy là đang trong quá trình lắp lan can. Thì lan can ở hai bên cầu cũng gần hoàn thiện rồi. Và hiện tại thì sắp tới sẽ tiến hành cho việc thảm bê tông nhựa nóng ở bên trên bản mặt cầu. Và ở các khu vực như ở bên chân cầu thì cô chú cũng thấy, bên chân cầu cô chú cũng thấy nè, đang thi công cái cầu thang đi bộ dành cho cái hành lang đi bộ
cho cô chú anh chị em mình có thể di chuyển từ bên Mỹ Hạnh An qua bên phường 8 thành phố Bến Tre và ngược lại nha. Đây là một bên của chân cầu đi bộ, những nấc thang đi bộ ở bên bờ của Mỹ Hạnh An nè. Còn ở bên bờ bên đây là thuộc khu vực của phường 8 thành phố Bến Tre. Hiện tại thì bên bờ bên đây thì cái hang đi bộ thì cũng đã gần hoàn thiện cái hang đi bộ, những nấc hang đi bộ cho cô chú anh chị em mình đi bộ qua cầu. Và cụ thể ra sao thì mời cô chú anh chị em cùng xem tiếp video này ở trên cao để biết hơn về cái công trình với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Cầu Gạch Vông này cũng được gọi là cầu Bến Tre 3, một trong ba cây cầu bắc qua sông Bến Tre thuộc địa phận của thành phố Bến Tre nhé. Hiện tại thì em đang trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khuôn viên của phường 8, thành phố Bến Tre. Thì chạy một đổi trên đường Nguyễn Đình Chiểu này thì mình sẽ đến vòng xoay An Hội nha. Thì vòng xoay An Hội, gần vòng xoay An Hội thì mình có là đình An Hội, cũng là những đình cổ ở khu vực của thành phố. Và cũng như là em sẽ ghé thăm công viên và hồ nước cho cả nhà mình xem một đôi nét về các con đường ở thành phố Bến Tre nha. Ở khu vực đoạn đường này thì em quan sát thấy nhà cửa san sát chen nhau, hai bên thì buôn bán rất là nhiều, từ quán nước cho đến quán ăn và đến các showroom và cả những cô chú anh chị bán dạo ở vỉa hè nữa nè. Cả những cái shop quần áo luôn nữa. Đường xá giờ này thì mình thấy bắt đầu nhộn nhịp hẳn rồi nè. Ở bên trái nè chính là khuôn viên của chợ đầu mối Bến Tre nha. Em đang chạy ngược chiều ánh nắng mặt trời cho nên hơi chói xíu thì mong cô chú thông cảm nha. Bên trong đây khuôn viên của bà con mình ở khu vực của trên đường Nguyễn Đình Chiểu nè, buôn bán san sát với nhau nè. Đây có một ngã tư lớn nè. Tới đây thì mình thấy là sầm uất hơn nhiều nữa nè. Tại đây, tới đây thì gần như là khuôn viên trung tâm của thành phố rồi nè. Tới đây là phường An Hội nha cả nhà. Thì mình không còn bao xa nữa thì mình sẽ đến vòng xoay An Hội ở phía trước á, giao cắt với đại lộ Đồng Khởi.
đây là xứ dừa cho nên cô chú thấy nè. Rồi những chiếc xe qua lâm Trung Quốc là chở dừa. Nhà cửa hai bên san sát luôn nè. Những cái cửa hàng nối tiếp với nhau. Đây có một cái cửa hàng xe đạp nè. Thì mình quẹo vào bên phải, bên trái nè, mình sẽ vào khuôn viên của chợ đêm á, chợ đêm của thành phố Bến Tre nha. À, mình tới phía trước chính là vòng xoay An Hội nha cả nhà. Còn bên phải chính là một cái đình cũng rất là lớn và cổ xưa nè. Trước khi tới cái đình thì mình tới một cái khuôn viên của một cái chùa nha, chùa Quyên Minh nha cả nhà. Ở phía trước này rất là đẹp luôn nè, rất nhiều các chú bồ câu nè. Ở phía trước này cũng bán gỏi cuốn kia nọ nè, xe đẩy nha cả nhà. Đây thì ở phía trước của trung tâm thương mại Bến Tre nè, thì là chợ Bến Tre thì còn có công viên cũng rất là đẹp luôn. Còn mình hẳn về phía trước là bên kia chính là công viên của Bến Tre, hơi chói nắng xíu nha cả nhà. Còn ở chính giữa là cái vòng xoay An Hội nha. Còn ở phía đây, phía đây hả, thì ngân hàng Vietinbank. Và phía đây là một cái đình An Hội cũng rất là cổ xưa nè. Cho các nhà xem đình An Hội nha các nhà. Đó, đây chính là đình An Hội nha các nhà. Đó, đình An Hội. Đình này cũng rất là xưa rồi đó. Để mình hướng cái này cho nó đúng chiều nắng mặt trời xíu nha, xui chỉnh nó mặt trời cho nó đẹp chứ nha. Kế bên đình An Hội thì có công viên của Vietinbank. Ở đây thì mình thấy là rất nhiều các cô chú bán vé số. Đình An Hội, những người lớn tuổi mà xa quê hương chắc khi thấy đình An Hội này chắc là sẽ biết và am hiểu và nắm rõ lắm. Thì đình An Hội là một trong những ngôi đình cổ ở Bến Tre. Ngày 31 tháng 1 năm 2015 thì thành phố Bến Tre có tổ chức lễ đón bằng công nhận đình An Hội là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Và theo như những thông tin thì vào năm 1846 là đình An Hội đã được xây dựng trước đó. Đến năm 1882, tại đây là làng An Đức, làng Mỹ Quá, làng Phú Khương nhập lại thành làng An Hội, thuộc vị trí của hạt Bến Tre. Người sáng lập đình là ông Huỳnh Văn Sắc, một quan chức do triều đình cử về làm việc tại đây. Đình có diện tích rộng gần 1.150 m². Và bên trong đình á, thì hiện là thờ ba vị thần là Thành Hoàng Bổn Cảnh của ba làng với tám sắc phong: thần làng An Hội, thần làng Mỹ Quá và thần làng Phú Khương. Đây là một số thông tin em tìm hiểu về đình An Hội có từ rất là lâu đời rồi nhé. Bây giờ thì mời theo em cùng xem một số không gian khác tại khu vực của thành phố Bến Tre nữa nha. Ở phía trước nè có một công viên rất là đẹp luôn nha cả nhà, hình các bồ câu nè. Đây vòng xoay An Hội nè, hình biểu tượng hình bồ câu rất là đẹp luôn. Ở ngoài đây chính là cái vòng xoay. Vòng xoay An Hội nha cả nhà.
không gian những cái hình ảnh. Hy vọng này những hình video này sẽ gợi nhớ cho cô chú anh chị em mình về một cái thành phố Bến Tre. Các chú bồ câu đậu ở phía trước vỉa hè của cái chùa. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chạy cặp theo bên hông của chùa. Ở bên phải, bên trái chính là đình An Hội cả nhà. Không gian phía sau của đình An Hội nè. Mình đang chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Hướng này là hướng đổ về hồ Trúc Giang nha. Cũng là một trong những cái hồ nước có từ rất là lâu đời. Và theo như sự tìm hiểu lục lọi trong tàng kinh bí kiếp bí sử của mình thì mình được biết rằng thì hồ Trúc Giang này được hình thành vào khoảng thời gian năm 1930. Kế bên đây là trường tiểu học Phú Thọ nha. Rồi bây giờ mình sẽ tới phía trước. Bên kia là cũng là một cái công viên rất là lớn, nằm cặp theo cái hồ Trúc Giang này. Còn bên đây chính là khuôn viên của cái hồ Trúc Giang nha cả nhà. Giờ đến qua bên kia để cho cả nhà cùng xem hồ Trúc Giang nha. Ở hồ Trúc Giang thì có sự hình thành cũng khá là lâu, khoảng năm 1930. Theo như sự tìm hiểu lục lọi kinh sách của mình thì hồ nước trong xanh luôn nè, sau này xanh lét nè. Bên trên hồ thì cũng có rất nhiều các cây cổ thụ và các thiết bị để cho các cô chú anh chị em mình tập thể dục á. Và cũng như là trong khuôn viên của hồ Trúc Giang thì có cây cổ thụ cũng có trên 100 tuổi gì đó, là cây me cổ thụ nha. Mà mình không biết là phải đây là cây me cổ thụ hay không. Mình cũng đang tìm kiếm này nha cả nhà. Đi hỏi thăm coi, không biết người ta biết không. Cây me tây cổ thụ á. Anh ơi cho em hỏi xíu, cái hồ Trúc Giang này nè hả, cái cây me này phải là cây me cây cổ thụ không anh? À cái này cây me tây này bự nhất ha. Tại em nghe nói là hồ Trúc Giang có cây me tây cổ thụ gì đó trên 100 tuổi gì đó. Dạ em cảm ơn luôn. Mình quan sát thì thấy có đây cây me tây này là bự nhất nha. Vị trí chính xác hay không mình không rõ, nhưng mình thấy cây này là mấy người ôm, chắc cỡ như là 3 người ôm à. Cái gốc rất là lớn luôn nha cả nhà. Me tây cổ thụ ở bên Mỹ Tho thì ngày xưa thì cũng có những hàng me tây á. Và ngày xưa còn gọi đó chính là cây còng á, cho nên là hình thành có cái chợ hàng còng là như vậy. Ở bên chợ hàng còng thì bên Mỹ Tho Tiền Giang á. Còn đây là hồ Trúc Giang ở bên thành phố Bến Tre nha. Cặp theo đây là những cây sao, những cây rất là lớn nè. Hồ Trúc Giang rất là rộng lớn nha cả nhà. Mình đang len lỏi theo cái hồ Trúc Giang nha cả nhà. Đây thì cũng có các thiết bị để tập thể dục. Vòng vòng khuôn viên của hồ nước rất là rộng lớn. Không biết dưới chạy được không, nhưng mà mình sẽ chạy ở trên đi. Vòng vòng có nhiều cây cổ thụ lắm nha cả nhà. Mình xuống thôi. Ở phía đây buổi chiều thì mình thấy là các bạn trẻ ngồi đây uống nước giải khát cũng như là ăn uống giặt này rất là đông nha cả nhà. Đây là trường mầm non
trường mầm non Bến Tre. Thấy trường mầm non trang trí cũng đẹp lắm nha. Trung tâm ngoại ngữ thì nằm bên kia. Xung quanh cái hồ Trúc Giang thì có những cây me tây rất là lớn. Và mình đặc biệt mình quan sát nãy giờ mình thấy là cây me tây đầu tiên mà khi mình chạy lên khuôn viên của cái hồ nước Trúc Giang á, là cây me tây bên đó là lớn nhất. Rồi giờ mình qua lộ. Đây cũng có nhà hàng rất là lớn nha cả nhà. Trông rất là sang trọng luôn á. Nhà hàng Hospitality gì nè. Đọc tiếng Anh hay dở mong thông cảm nha. À bên kia cũng có ngõ lên vậy để nổ lên trên kia nha. Hai bên thì ở bên góc bên phải đường thì mình thấy là quán nước rất nhiều. Chạy lên. Hồ nước khá là rộng á. Bên trong khuôn viên cái công viên cái hồ nước Trúc Giang này khá là mát mẻ luôn nha cả nhà. Rất là dễ chịu luôn, có những cây xanh bao quanh và hồ nước nè. Mát mẻ vô cùng. Thì cô chú quý vị khán giả nào về thành phố Bến Tre đi chợ ở Bến Tre thì có thể mà đảo qua khuôn viên của hồ Trúc Giang để mà nghỉ mệt vào phía trước nè. Mình thấy cũng có nơi đổ cho xe ô tô nè. Ở góc bên đường bên đây này nha. Nơi chỗ đổ cho xe ô tô luôn á. Quá đẹp luôn. Những cây xanh rất là lớn. Những cây cổ thụ và bên cạnh đó là những cái cây xanh nguyệt quế nè. Đây cũng có một trong những cái hàng me tây nữa nè. Chỗ này là một công viên, bên kia là một công viên lớn nha cả nhà. À, chị cho em hỏi là cái cây me tây cổ thụ nào di tích nào đó là lớn là cây nào, chị biết cái gốc nào không vậy? Gốc này hả? À vậy hả? À, đây cả nhà, theo như tìm hiểu của chị chia sẻ nha cả nhà. Chị bên công trình đô thị. Mình thấy là có cái gốc bên kia cũng lớn lắm nhưng mà theo như chị thì đây là cái gốc me tây lớn nhất. Hồ bên dưới là hồ nước Trúc Giang. Đây thì mình thấy là có cây phượng đây nha. À. Và như vậy thì em cũng vừa chia sẻ cho cô chú anh chị em mình về một số không gian tại thành phố Bến Tre. Và cô chú anh chị em xem video nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Phía đằng trước chính là công viên Trần Văn Ơn và sâu sâu bên trong chính là hồ Trúc Giang nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi trên đường Đồng Khởi để thẳng tới qua cầu Bến Tre. Phía trước này thì cũng có không gian của trường tiểu học Bến Tre nằm ở bên trái đường. Còn ở bên phải chính là không gian của công viên Bến Tre nha. Phía trước công viên thì mình thấy là cũng có nơi để mình có các băng đá để ngồi nghỉ ngơi nè. Và có những cái sân để quýnh cầu lông nữa nè. Đây thì ngân hàng Vietinbank nằm cặp theo đường. Bên phải là công viên của công viên Bến Tre. Còn phía trước chính là vòng xoay An Hội. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng lên cầu Bến Tre nha.
qua cầu Bến Tre thì cầu Bến Tre được bắc qua sông Bến Tre. Bên kia là địa phận của Mỹ Thạnh An nha. Bên phải bên đây thì cô chú có thể thấy được nhà lồng của chợ Bến Tre nha. Đây thì có cầu đi bộ nè. Hai bên thì có hành lang đi bộ ở trên cầu rất là rộng dành cho người đi bộ á. Đây là khuôn viên ở bên trên cầu Bến Tre. Phía ở bên dưới lòng sông bên hướng phải nè là đổ mình là về một cái cầu Bến Tre 2. Còn phía ở bên trái ở lòng sông Bến Tre hướng về xuống bên dưới chính là cầu Gạch Vông hay còn gọi là cầu Bến Tre 3 á. Và sau khi qua bên kia sông của vào sông Bến Tre qua địa phận của khu vực của Mỹ Thạnh An nha cả nhà. Để mình sẽ tới khuôn viên của quảng trường Bến Tre cho cả nhà cùng xem nha. Ở bên đây thì cũng có trồng cây xanh rồi công viên cũng rất là đẹp luôn nha. Ở bên trong nè, bên phải nè, một cái công viên. Công viên này có tên là công viên Cái Cối nha, ở xã Mỹ Thịnh An, khu nguyên của thành phố Bến Tre. Ở giữa tuyến đường này thì mình thấy là cũng trồng những cây xanh và được trang trí rất là đẹp luôn. Ở giữa giải phân cách ở giữa nè, tim đường nè. Đường phố thành phố Bến Tre rất là đẹp luôn, sạch sẽ. Có cây xanh rất là nhiều. Giờ mình sẽ quẹo phải nha cả nhà. Quẹo phải để đến quảng trường nha. Rồi khi đến quảng trường thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Ở phía trước ở bên trái màn hình cô chú có thể thấy được không gian khuôn viên của quảng trường thành phố Bến Tre này nha. Nhìn qua bên kia cho cả nhà cùng xem nữa nha. Ở bên trên đây chính là khuôn viên của quảng trường Bến Tre nha cả nhà, rất là rộng lớn. Ở khuôn viên quảng trường Bến Tre nằm ở khu vực của Mỹ Thạnh An. Bây giờ thì sau khi mình rời quảng trường này, mình sẽ trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, mình sẽ đến cầu Mỹ Quá hay còn gọi là cầu Bến Tre 2 nha cả nhà. Đây là hình ảnh trên tuyến đường Nguyễn Văn Nguyễn ở khuôn viên của Mỹ Thạnh An. Mình đang hướng về phía trước để hướng về cầu Mỹ Quá hay còn gọi là cầu Bến Tre 2 để kết nối về trục đường quốc lộ 60 nha. Ở đây thì có một cái bảng vòng xây nè, hướng dẫn rất là rõ ràng cụ thể luôn á. Bây giờ thì mình sẽ quẹo phải nha cả nhà. Đây cũng có vòng xoay rất là lớn nè. Đây mình quẹo hơi lộn đường rồi, xin lỗi nha. Đủ ra đây mình ngoài đây mới đúng. Xin lỗi, quẹo lộn đường. Chạy hướng này để mình về quốc lộ 60, về cầu Gạch Miễu và về Tiền Giang, về thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình còn ít 100 m nữa mình sẽ đến cầu Mỹ Quá hay còn gọi là cầu Bến Tre 2. Chia sẻ với cô chú anh chị em mình về cái cầu này luôn. Cầu này ban đêm cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Và hiện tại thì mình sẽ chạy lên cầu Mỹ Quá nha, trục đường quốc lộ 57C. Hay cầu Mỹ Quá còn được gọi là cầu Bến Tre 2 nha. Cầu này thì mình thấy là rất là rộng nha. Mỗi bên thì mình thấy là có hai làn xe.
hai làng, làng trong cùng là làng cho người đi bộ và làng phía bên ngoài là làng xe hỗn hợp, xe hai bánh và xe hồ sơ các loại xe. Ở đây mình thấy là cái thiết kế cái máy vòm rất là đẹp luôn nè. Máy vòm này thì vào ban đêm sẽ có những cái đèn led mỹ thuật rất là đẹp luôn nha cả nhà. Và mình vừa qua khỏi cầu Mỹ Quá hay còn gọi là cầu Bến Tre 2, để hướng về quốc lộ 60, để hướng về cầu Gạch Miễu nha. Do buổi chiều cho nên là trời nắng dội vô cho nên là hơi chói xíu nha, không cả nhà thông cảm nha. Rồi mình tới phía trước, nó tới vòng xoay rất là lớn nè. Và hầm luôn cũ nè. Rồi và như vậy thì em cũng vừa chia sẻ cho cô chú anh chị em mình về không gian của thành phố Bến Tre, cũng như là chợ Bến Tre và chợ đầu mối Bến Tre, cũng như là một vài tuyến đường, một vài công viên tại công viên của thành phố Bến Tre luôn. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình ở những video tiếp theo nha. Nhớ bấm like trên và đăng ký kênh ủng hộ em nhé.